Quý vị và các bạn thân mến, omega 369 có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của con người? Chúng ta có nên bổ sung omega 369 mỗi ngày hay không? Và bổ sung như thế nào là hợp lý? Đây có lẽ là sự quan tâm của rất là nhiều quý vị và các bạn. Chúng ta đang dự định tìm hiểu cũng như là đang muốn bổ sung thêm omega 369 mỗi ngày. Thì hãy theo dõi chương trình này quý vị và các bạn nha. Chúng tôi sẽ gửi đến ngay cho quý vị các bạn sản phẩm omega 369 dạng viên uống rất là chất lượng, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Chúng ta có thể là sử dụng đều đặn mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và dành tặng cho cả là những người thân yêu ở trong gia đình của chúng ta nữa quý vị và các bạn. Sản phẩm được sản xuất với nguyên liệu sạch từ cá hồi ở vùng biển sâu, sạch sẽ, an toàn để gia đình chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong một thời gian dài. Và ngày hôm nay khi mua sắm thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có trọn bộ lên đến là 2 hộp, mỗi hộp là 100 viên, tổng cộng là mình sẽ có 200 viên với mức đầu tư rất là hấp dẫn quý vị nha. Thay vì sở hữu với giá chính hãng cho dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ là 1.290.000 đồng thì ngày hôm nay với VTV Hyundai Home Shopping, quý vị các bạn chúng ta sở hữu với giá 990.000 đồng và còn có quà tặng nữa. Khi quý vị và các bạn đặt hàng thành công qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà miễn phí trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Chọn một bộ 2 hộp, mỗi hộp 100 viên dầu cá omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Đặt hàng thành công thì quý vị và các bạn sẽ nhận kèm thêm quà tặng, đó chính là một hộp 60 viên viên bổ khớp glucosamine Poncare. Hãy nhanh chóng một lần nữa liên tục gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn và giao hàng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe là một công việc mà chúng ta nên lưu tâm hàng ngày. Đôi khi mình cũng cảm nhận là cơ thể của chúng ta có vẻ như là đã yếu ớt dần đi, thiếu những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của mình, không còn nhanh nhẹn và khỏe khoắn như trước đây nữa. Chúng ta cần có những nguồn dưỡng chất bổ sung hàng ngày và omega 369 là một trong những nguồn dưỡng chất rất là quan trọng cho cơ thể của chúng ta. Cơ thể mình không có tự sản sinh được thành phần này và chúng ta phải tổng hợp nó qua đường ăn uống, qua những dưỡng chất chúng ta cung cấp ở bên ngoài vào. Và với việc là sử dụng những cái viên uống màng ống và chất lượng như thế này, quý vị các bạn chúng ta sẽ có thể dễ dàng cung cấp được omega 369 cho cơ thể của mình. Những người trẻ có thể sử dụng đều đặn và đặc biệt là ông bà cha mẹ lớn tuổi ở trong gia đình của chúng ta. Omega 369 sẽ giúp chăm sóc cho đôi mắt, chăm sóc cho não bộ, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện. Để quý vị các bạn chúng ta có thể là ổn định sức khỏe của mình hơn nữa, hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Với bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, nguyên liệu sạch chiết xuất từ cá ở vùng biển sâu, sản xuất tại Mỹ với quy trình sản xuất chất lượng cao, món quà chăm sóc sức khỏe ý nghĩa dành tặng ông bà, cha mẹ và những người thân. Hãy lựa chọn ngay bộ 2 hộp omega 369, hàm lượng lên đến 1000mg một viên, phòng ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, giúp tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung của mắt, não và giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, bổ sung omega 369 cho cơ thể mỗi ngày. Với bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, hàm lượng lên đến 1000mg mỗi viên, 100 viên một hộp, chúng ta sẽ có tổng cộng 200 viên, có thể dùng trong hơn 6 tháng, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, mức giá chính hãng 1.290.000 đồng, mức giá trên VTV Hyundai chỉ là 990.000 đồng, nhận thêm quà tặng một hộp viên bổ khớp glucosamine Poncare 60 viên một hộp quý vị nha. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn, một hộp viên bổ khớp glucosamine Poncare 60 viên giúp tăng dịch khớp, tái tạo mô sụn khớp, hỗ trợ điều trị các chứng nhức mỏi khớp hay thoái hóa khớp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà chăm sóc sức khỏe thì chúng ta cần biết đến những cái nguồn dưỡng chất mà cơ thể của chúng ta cần để bổ sung nó một cái lượng đủ và từ đó là chúng ta có được một sức khỏe ổn định hơn. Đôi khi quý vị có thể là thấy là mắt của mình nó sẽ mệt mỏi, giảm đi sức sống như là trước đây, thì quý vị và các bạn chúng ta lo ngại là không biết có vấn đề gì đối với sức khỏe của mình hay không. Rồi não bộ của chúng ta quá nhiều công việc mà chúng ta phải tải, phải tập trung căng thẳng mỗi ngày nữa. Chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm để có thể là hỗ trợ đầu tiên là cho đôi mắt sáng nè, cũng như là não bộ tập trung của chúng ta. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái công dụng khác nữa. Mình chỉ biết rằng là rất là nhiều quý vị và các bạn chúng ta đang thắc mắc là tại sao mình lại bổ sung mà mình phải bổ sung những cái viên uống đó là omega 369 mỗi ngày. Trong khi đó thì cơ thể chúng ta hoàn toàn có thể tổng hợp được omega 9. Mà còn omega 3 và omega 6 thì sao? Chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất từ những cái viên uống hoặc là từ những cái thực phẩm ăn hàng ngày, ví dụ như là cá biển quý vị nha. Theo những chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta nên thực hiện đó là ăn các loại thực phẩm từ thịt cá từ khoảng 2 lần mỗi tuần và tương đương là khoảng 340g. Tuy nhiên thì do chế độ ăn uống bận rộn với công việc và sinh hoạt hàng ngày, đôi khi những cái thực phẩm và cũng như là khẩu phần ăn hàng ngày chúng ta không đáp ứng đủ, chúng ta nên bổ sung thêm omega 369. Thì hãy theo dõi chương trình này, chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn một sự lựa chọn, đó chính là omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ và còn với mức giá ưu đãi là 990.000 đồng so với mức giá chính hãng là 1.290.000 đồng khi quý vị và các bạn đặt hàng thành công trong chương trình này. Còn tác dụng của omega 369 thì sao Phùng Miễn ha? Có thể nói
nói là khi mà chăm sóc cho cơ thể của mình mà có omega 369 mà mình cung cấp đầy đủ thì sẽ tốt rất là nhiều hệ cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Với não bộ thì omega 3 là tiền tố của DHA và EPA, hoạt chất cấu thành nên não bộ rất là quan trọng. Và khi quý vị và các bạn chúng ta cung cấp đủ cho cơ thể của mình á thì não bộ của chúng ta cũng sẽ hoạt động là tốt hơn quý vị và các bạn nha. Và dòng sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng đây là một dòng thực phẩm chức năng chất lượng và an toàn để chúng ta có thể là sử dụng đều đặn và chăm sóc cho cơ thể của mình. Thêm một công dụng nữa của omega 369 rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, đó là nó có tác dụng lên trên hệ tim mạch của mình quý vị ạ. Bình thường á thì khi mà chúng ta ăn uống, đôi khi có thể là quý vị không lưu tâm là cái lượng chất béo chúng ta dung nạp vào trong cơ thể của mình ngày hôm đó là bao nhiêu, bữa ăn đó là bao nhiêu, lượng dầu mỡ như vậy thì đủ hay chưa, hay là có dư thừa và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hay không. Nhiều người thì chúng ta ít vận động, ngồi lâu làm việc nhiều, tình trạng thừa cân béo phì cũng diễn ra và hệ tim mạch của chúng ta ngày càng bị nguy hại bởi vì lượng cholesterol cao, lượng mỡ xấu nó chèn ép lên đó chính là những mạch máu của mình và khiến cho đường lưu thông máu của chúng ta chuyển không có tốt quý vị và các bạn nhé. Những cái mỡ xấu đó ngăn cản đường lưu thông máu và nếu như quý vị và các bạn chúng ta không giải quyết được lượng cholesterol cũng như là mỡ máu xấu đó thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều tình trạng nguy kịch đối với sức khỏe của mình quý vị ạ. Đột quỵ cũng có thể diễn ra nếu như chúng ta không lưu tâm kỹ về vấn đề này. Thì với omega 3 khi nó vào ở trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ hỗ trợ đó là vận chuyển cholesterol, mỡ xấu đó vào trong gan và đào thải ra bên ngoài và giúp là trả lại một hệ tim mạch thông thoáng hơn, dễ dàng để lưu thông đường máu hơn và từ đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Và không những là omega 369 có thể tác dụng trực tiếp lên hệ tim mạch và làm giảm những nguy cơ về mắc bệnh về tim mạch nữa, mà chúng ta còn cảm nhận được là khi mà chúng ta sử dụng những viên uống omega 369 mỗi ngày thì còn giúp cho chúng ta là giảm được những cái tật khúc xạ về mắt, ví dụ như là cận thị, loạn thị hay là các tật về rối loạn điểm vàng ở những người già chẳng hạn, ông bà bố mẹ, những người lớn tuổi hay là các bạn trẻ, các bạn nhân viên văn phòng, chúng ta làm việc mỗi ngày cũng như là quá bận rộn và không có nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe của bản thân, chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý, ăn uống hợp lý và cần phải bổ sung thêm những viên uống omega 369 mỗi ngày, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn với mỗi một đơn đặt hàng thành công khi chúng ta gọi vào số tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng đang hiển thị trên màn hình, sẽ được các bạn tổng đài viên tư vấn kỹ hơn và một đơn đặt hàng thành công sẽ được giao hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành, sẽ bao gồm là hai hộp như thế này quý vị và các bạn nha. Mỗi một hộp là 100 viên omega 369 được sản xuất từ và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và khai thác từ cá vùng biển sâu, cho nên chúng ta hoàn toàn an tâm để sử dụng mỗi ngày. Đây là hàng nhập khẩu và cũng như là chúng ta sẽ thấy là hiển thị tiếng Việt rất là rõ ràng. Như vậy đây sẽ là một món quà biếu về sức khỏe, quan tâm sự yêu thương này dành tặng cho những người thân yêu bên trong chính gia đình của mình. Và khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ có tổng cộng lên đến là 200 viên quý vị nha. Chúng tôi gọi nó là những viên vàng ống dành cho sức khỏe của mình. Quý vị các bạn chúng ta sử dụng đều đặn đơn giản thôi. Chỉ cần là mang theo những cái viên nang này và chúng ta uống đều đặn như vậy, quý vị đã có thể là bổ sung được thành phần omega 369 vào trong cơ thể của mình rồi quý vị và các bạn nhé. Và khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì yên tâm, cùng với là nguồn nguyên liệu ở bên trong đây được chiết xuất từ cá hồi ở vùng biển sâu, đảm bảo đồ sạch và đảm bảo chất lượng. Dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ quý vị và các bạn nha. Mỗi ngày như vậy chúng ta có thể là sử dụng đều đặn luôn để chăm sóc cho sức khỏe của mình. Và Phùng Yến ngày hôm nay thì cũng có thể là sử dụng ngay một viên omega 369 như thế này để chăm sóc cho sức khỏe đó mình Trí ạ. Không những là những viên uống omega 369 có thể chăm sóc sức khỏe từ ở bên trong mà sẽ giúp cho chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ sẽ cảm thấy là đẹp da dữ dáng hơn, tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch để có thể là bảo vệ sức khỏe của mình và nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Mức giá chính hãng cho hai hộp omega 369 như thế này đó là 1.290.000 đồng. Tuy nhiên trong thời gian phát sóng chương trình này trên kênh truyền hình VTV Nam Shopping, chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn mức giá cực kỳ ưu đãi là 990.000 đồng mà thôi. Ngoài ra quý vị và các bạn sẽ nhận kèm thêm quà tặng, đó chính là một hộp 60 viên, đó là viên bổ khớp glucosamine bone care. Với những viên bổ khớp như thế này thì mình chỉ nghĩ rằng là những người lớn tuổi nè, ông bà bố mẹ, mỗi khi mà thời tiết thay đổi chúng ta sẽ cảm thấy bị đau nhức ở phần khớp, bị thoái hóa sụn khớp nè, cũng như là những cái mô sụn khớp chúng ta bị khô đi, chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái viên bổ khớp như thế này nữa Phụ Miễn ha. Dễ dàng để giúp chúng ta có thể là tăng dịch nhầy ở trong khớp của mình và hỗ trợ tái tạo mô sụn quý vị nha, giúp hệ vận động của chúng ta nhanh nhẹn linh hoạt hơn. Và đây cũng là một món quà dành cho sức khỏe những thành viên ở trong gia đình của mình. Như vậy quý vị các bạn chúng ta mua sắm omega 369 được tặng thêm glucosamine bone care nữa, cơ hội rất là hấp dẫn cùng với chương trình này quý vị ạ. Nếu như chúng ta đang lo ngại về sức khỏe của ông bà cha mẹ của mình thì cũng có thể là gửi trọn bộ sản phẩm này đến tận nhà của ông bà cha mẹ của chúng ta quý vị nha. Để lại địa chỉ và VTV Hyundai Home Shopping sẽ giao hàng đến tận nơi, miễn phí phí vận chuyển trên 63 tỉnh thành. Hãy nhanh tay lên gọi điện thoại đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn.
Một giải pháp có thể đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn trong khi cuộc sống ngày càng bận rộn, ô nhiễm môi trường, khẩu phần ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng và các bạn trẻ, các bạn nhân viên văn phòng. Khi mà chúng ta ngồi làm việc trên máy tính 8 tiếng mỗi ngày, cảm thấy đôi mắt trở nên mệt mỏi hơn, cảm thấy thị lực trở nên suy giảm, chúng ta nên cần phải bổ sung những viên uống omega 369. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là những viên uống omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và có thể sử dụng mỗi ngày để chúng ta có thể là nâng cao sức khỏe của mình, tác động trực tiếp lên hệ tim mạch và làm giảm nguy cơ về các bệnh tim mạch cho những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ của mình, hoặc là chúng ta cảm thấy là các bạn trẻ chúng ta đang cần có một giải pháp đem lại một trái tim khỏe mạnh, một đôi mắt sáng khỏe thì chúng ta cũng nên bổ sung omega 369 quý vị nhé. Hãy nhanh tay lựa chọn cùng với chương trình ngày hôm nay, thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Giá chính hãng dành cho dòng sản phẩm này 1.290.000 đồng cho trọn bộ 2 hộp tổng cộng 200 viên. Nay với giá trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ có 990.000 đồng. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay bây giờ quý vị nhé. Với bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên dùng cho nam nữ trên 18 tuổi, người lớn tuổi sức đề kháng giảm, người trưởng thành để bồi bổ sức khỏe ăn ngon miệng hơn, người làm việc máy tính nhiều và mệt mỏi, dùng được cho cả người bị mắc bệnh tim mạch. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, nguyên liệu sạch chiết xuất từ cá ở vùng biển sâu, sản xuất tại Mỹ với quy trình sản xuất chất lượng cao, một món quà chăm sóc sức khỏe ý nghĩa dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Với bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, hàm lượng lên đến 1.000mg mỗi viên, 100 viên mỗi hộp và chúng ta sẽ có tổng cộng 200 viên, có thể dùng trong hơn 6 tháng, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, mức giá chính hãng 1.290.000 đồng, mức giá trên VTV Hyundai chỉ 990.000 đồng. Tặng thêm cho quý vị và các bạn một hộp viên bổ khớp glucosamine bonke 60 viên một hộp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quà tặng rất hấp dẫn, một hộp viên bổ khớp glucosamine bonke 60 viên giúp tăng dịch khớp, tái tạo mô sụn khớp, hỗ trợ điều trị các chứng nhức mỏi khớp và thoái hóa khớp. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành trong chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Nam Shopping. Có thể nói để chúng ta có thể bổ sung thêm omega 369 mỗi ngày thì trong một số các loại thực phẩm, ví dụ như là cá, đặc biệt là cá hồi nè, hay là chúng ta cảm thấy là ở các loại rau xanh, các loại dầu từ hạt, ví dụ như là hạt hướng dương, hạt đậu nành, dầu ô liu cũng có rất là nhiều omega 369. Nhưng mà cơ thể của chúng ta thì chỉ có thể tổng hợp được omega 9 mà thôi. Còn omega 3 và omega 6 thì chúng ta cần phải bổ sung thêm từ những cái viên uống. Đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Và với trong dòng sản phẩm này thì Phùng Yến thấy là những cái viên vàng ống này chúng ta sử dụng rất là đơn giản, Minh Trí à. Nguồn nguyên liệu sạch ở bên trong và được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Cho nên quý vị các bạn chúng ta yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm quý vị nha. Khi mà chúng ta mua sắm những dòng sản phẩm chức năng thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta quan tâm đó chính là phải nguồn gốc xuất xứ của nó quý vị à. Khi mà chúng ta lựa chọn đó thì có nhiều những cái nguồn hàng ở bên ngoài thị trường quý vị nha. Với dòng sản phẩm này khi mà quý vị các bạn chúng ta nhận hàng ngay tại nhà thì hoàn toàn mình có thể là kiểm tra những thông tin trên vỏ bao bì cũng như là những tem niêm yết của sản phẩm quý vị ạ. Có tem chống hàng giả ở trên bao bì luôn. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy một ký hiệu dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ quý vị ạ các bạn nhé. Hàng chính hãng omega 369 như thế này và tem chống hàng giả sẽ niêm yết rất là cụ thể luôn. Và quý vị các bạn chúng ta có thể kiểm tra rõ ràng sản phẩm rồi, sau đó mình mới cần chi trả cùng với nhân viên giao hàng của VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi nghĩ là khi quý vị các bạn chúng ta mang về dòng sản phẩm này rồi, mình sử dụng đều đặn thường xuyên sẽ chăm sóc rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Điểm chăm sóc đầu tiên đó là quý vị các bạn chúng ta chăm sóc được cho hệ tim mạch của mình quý vị ạ. Minh Trí nè, nói về hệ tim mạch đó thì hiện nay Phụng Yến nghe những cái câu chuyện kể hay là nghe cả là đọc trên báo đài thấy rất là nhiều những cái tình trạng bệnh cực kỳ nguy hiểm luôn Minh Trí ạ. Nhắc về những cái bệnh tim mạch ví dụ như là rối loạn nhịp tim nè, hoặc là đặc biệt là những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ của mình thì chúng ta sẽ cảm thấy là những chứng bệnh ví dụ như là đột quỵ rất là nguy hiểm và mọi người cũng rất là lo lắng để làm sao mà chúng ta có thể tránh được những cái bệnh đó trong khi tuổi già ngày càng lớn hơn và ngày càng lão hóa dần. Chúng ta phải bổ sung thêm những cái thực phẩm hàng ngày ăn uống hợp lý
và bổ sung thêm đầy đủ những cái hợp chất, những cái chất dinh dưỡng. Nhưng mà làm sao trong cái khẩu phần ăn đó chúng ta có thể đảm bảo được rằng là khẩu phần ăn mỗi ngày của mình đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, Phụ Miên ha? Ừ, thì phải nói là omega 3 thì mình cần mỗi ngày luôn Minh Trí. Nhưng mà cơ thể của chúng ta đâu phải là ngày nào mình cũng sẽ ăn đầy đủ cái lượng đó, đúng không nào? Và khi mà nó cần như vậy nhưng mà nó thiếu hụt thì sức khỏe của mình cũng bị ảnh hưởng quý vị nha. Thì với những cái dòng thực phẩm chức năng nó ra đời để giúp chúng ta bổ sung như vậy. Với omega 3 đó thì khi vào trong cơ thể của mình nó sẽ hỗ trợ, đó là giúp cho cái đường lưu thông máu của chúng ta chuyển động tốt hơn, bởi vì nó mang những cái cholesterol, những cái mỡ xấu về gan và đào thải ra bên ngoài, giúp hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol ở bên trong máu. Từ đó là chúng ta có một hệ tim mạch khỏe mạnh hơn quý vị ạ. Tình trạng là chúng ta ăn quá nhiều dầu mỡ, không kiểm soát bữa ăn của mình, lại kém vận động rồi thừa cân béo phì, rất là nhiều những cái tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi gì khiến cho là hệ tim mạch của chúng ta chậm chạp hơn, những cái cục máu đông nó cản trở đường đi của máu. Quý vị hình dung giống như là những cái chiều lưu thông của xe vậy đó. Nếu như chúng ta khỏe mạnh bình thường thì xe cộ lưu thông rất là trơn mượt, đúng không? Nhưng mà có gặp tình trạng đó là mỡ xấu của chúng ta cản lại, những cục máu đông hình thành thì giống như là bị kẹt xe vậy đó Minh Trí ạ. Lúc đó thì máu không có được vận chuyển tốt đến các cơ quan, không vận chuyển về tim tốt, không vận chuyển lên não tốt, thì quý vị cũng sẽ thấy sức khỏe của mình bị ảnh hưởng. Và những cái tình trạng như là đột quỵ gây ra là cũng là do một phần rất là lớn từ việc là cholesterol tăng cao và máu không vận chuyển kịp như vậy. Cơ thể của chúng ta không có được một cái lượng máu cũng như là dinh dưỡng đáp ứng kịp thời và khiến cho là nó bị dừng lại như vậy. Cho nên là Phụng Yến nghĩ là ở trong gia đình của chúng ta tuy là có những cái yếu tố rất là nhỏ như vậy thôi, từ bữa ăn, từ những cái nguồn dưỡng chất, nhưng mà bởi vì nó ảnh hưởng sẽ rất là sâu đến là sức khỏe của mình, cho nên là quý vị hãy lưu tâm mỗi ngày cho sức khỏe của mình quý vị nhé. Như vậy là một giải pháp để có thể đem lại một trái tim khỏe mạnh hơn khi mà chúng ta bổ sung thêm omega 369 mỗi ngày. Những cái hợp chất, những cái chất dinh dưỡng ở bên trong omega 369 từ DHA và EPA sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm nhận được là trái tim khỏe mạnh hơn, hỗ trợ làm giảm những cái bệnh về tim mạch, giảm đi cái triệu chứng là rối loạn nhịp tim, làm giảm đi triglyceride cũng như là giảm những cái bệnh về ví dụ như là đột quỵ chẳng hạn, như mà Phụng Yến vừa chia sẻ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cảm thấy là một giải pháp để đem lại một đôi mắt sáng khỏe. À, nói về thị lực thì chúng ta không những là những người già mà ngay cả những người trẻ nữa. Các bạn trẻ khi mà do chúng ta có thể là làm việc với máy tính mỗi ngày, tiếp xúc khi mà chúng ta có thể là nhìn vào điện thoại di động hay là máy tính bảng nhiều thì chúng ta cũng làm giảm đi thị lực. Và làm sao để chúng ta có thể là một giải pháp để bảo vệ đôi mắt của mình thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm những viên uống là omega 369 mỗi ngày quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là viên uống omega 369 được sản xuất trong một cái quy trình khép kín và cũng như là được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Ở bên trong mỗi một lọ như thế này chúng ta sẽ có ngay 100 viên và quý vị có thể quan sát được là khi Minh Trí ấn nhẹ vào nắp như thế này và sẽ mở ra để quý vị quan sát được. Đây là những cái viên uống omega 369, những cái viên dầu cá rất là trong suốt và vàng óng như thế này, giúp cho chúng ta có thể là uống và sử dụng mỗi ngày để có một giải pháp bảo vệ được sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cùng với mức giá rất là ưu đãi Phụ Miên ha. Mức giá ưu đãi là quý vị các bạn, chúng ta được ưu đãi so với giá chính hãng rất nhiều quý vị nha. Vì sự kết hợp của dòng sản phẩm này cùng với VTV Hyundai Home Shopping mà chúng ta được giảm giá so với giá chính hãng. Giá chính hãng là 1.290.000 đồng. Giá mà quý vị mua sắm trong chương trình ngày hôm nay là 990.000 đồng mà thôi. Chúng ta có là một bộ, hai hộp, tổng cộng lên đến là 200 viên quý vị à. Và chúng tôi gọi nó là 200 viên dầu cá rất là vàng óng, chất lượng cao, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ để chăm sóc cho sức khỏe của cả gia đình mình quý vị và các bạn nha. Và chúng tôi hy vọng là quý vị cũng sẽ tràn sức sống cùng với cách chúng ta chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, không chỉ chăm sóc cho bản thân mình mà còn cho rất là nhiều những người thân yêu nữa. Dù là chúng ta có thể rất là bận rộn Minh Trí ha, nhưng rồi, mà cũng phải lưu tâm đến sức khỏe. Và vì trong chương trình sức khỏe này cho nên là không chỉ là một sản phẩm sức khỏe đâu mà còn có quà tặng cũng dành cho sức khỏe luôn. Một quà tặng dành cho sức khỏe và đặc biệt là những người lớn tuổi, ông bà bố mẹ đang cảm thấy đau nhức khi mà mỗi khi thời tiết thay đổi, hoặc là trong suốt quá trình lão hóa chúng ta cảm nhận được là những cái mô sụn khớp chúng ta, những cái khớp chúng ta đã bị khô đi. Chúng ta cần phải bổ sung những cái viên bổ khớp như thế này để có thể là tăng cường chất nhầy dịch khớp, để có thể là có một hệ xương khớp hoạt động chắc khỏe hơn, khỏe mạnh hơn. Đó chính là những cái viên bổ khớp glucosamine Moncare, một quà tặng ý nghĩa. Và mỗi một hộp như thế này thì quý vị và các bạn sẽ có ngay 60 viên. Quà tặng thì cũng chỉ có số lượng giới hạn áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình còn lại mà thôi. Do đó nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của mình, đang quan tâm để có ngay 200 viên dầu cá omega 369 để được tặng thêm một hộp 60 viên bổ khớp glucosamine Moncare như thế này, thì hãy một lần nữa nhanh chóng gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên TV gia đình của mình để được các bạn tổng đại viên tư vấn một cách kỹ hơn. Hoặc là chúng ta có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để tìm hiểu kỹ thông tin của dòng sản phẩm trên. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ và giao hàng hoàn toàn miễn phí. Quý vị các bạn
bạn thân mến, thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Nếu như chúng ta đang lo ngại về các tình trạng cho đôi mắt của chúng ta, não bộ hay đặc biệt là hệ tim mạch của những thành viên trong gia đình của mình, thì quý vị các bạn chúng ta có thể sở hữu ngay Omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ quý vị các bạn nha. Hàm lượng lên đến là 1000mg một viên, giúp chúng ta có thể phòng ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, giúp tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch của mình, tăng khả năng tập trung của mắt, não và giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Chúng ta nên bổ sung Omega 369 mỗi ngày để giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, và đặc biệt là đối tượng ông bà cha mẹ lớn tuổi trong gia đình của chúng ta. Quá trình lão hóa nó đã diễn ra rồi và chúng ta cần có được nhiều nguồn dưỡng chất để chăm sóc cơ thể hơn. Như vậy thì với bộ hai hộp Omega 369 chúng ta có thể sử dụng cho cả nam và nữ trên 18 tuổi với mức giá cực kỳ ưu đãi trong chương trình này, chỉ là 990.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh chóng đặt hàng qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Một lần nữa chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng hoàn toàn miễn phí. Hãy lựa chọn ngay bộ hai hộp Omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, nguyên liệu sạch chiết xuất từ cá biển sâu, sản xuất tại Mỹ với quy trình sản xuất chất lượng cao, món quà chăm sóc sức khỏe ý nghĩa dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân. Với bộ hai hộp Omega 369, hàm lượng lên đến 1000mg mỗi viên, phòng ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ làm giảm cholesterol và mỡ trong máu, giúp tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung của mắt, não và giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Bổ sung Omega 369 cho cơ thể mỗi ngày. Bộ hai hộp Omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, hàm lượng lên đến 1000mg một viên, 100 viên một hộp, tổng cộng có hai hộp chúng ta có là 200 viên, có thể dùng trong hơn 6 tháng. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, giá chính hãng 1.290.000 đồng, giá trên TV Hyundai chỉ 990.000 đồng. Một hộp viên bổ khớp glucosamine Bonke là quà tặng 60 viên một hộp. Quà tặng hấp dẫn đi kèm một hộp viên bổ khớp glucosamine Bonke 60 viên một hộp, giúp tăng dịch khớp, tái tạo mô sụn, hỗ trợ điều trị các chứng mỏi khớp, thoái hóa khớp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị các bạn thân mến, thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Cơ hội ngày hôm nay cực kỳ ưu đãi để gia đình chúng ta lựa chọn ngay đến 200 viên sản phẩm chất lượng Omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, nhận thêm 60 viên giúp chúng ta có thể tăng dịch nhầy cho khớp, hỗ trợ tái tạo mô sụn khớp cho gia đình của bạn, cùng với glucosamine Poncare 60 viên quý vị các bạn nha. Cơ hội chỉ có trong thời gian còn lại của chương trình này. Hãy nhanh tay lựa chọn, gọi điện thoại đến tổng đài của chúng tôi hoặc là dễ dàng đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn quý vị các bạn nhé. Nhanh tay ngay bây giờ. Chọn bộ hai hộp Omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, nguyên liệu sạch chiết xuất từ cá ở vùng biển sâu, sản xuất tại Mỹ với quy trình sản xuất chất lượng cao, món quà chăm sóc sức khỏe ý nghĩa dành tặng cho ông bà cha mẹ và những người thân. Bộ hai hộp Omega 369 hàm lượng lên đến 1000mg một viên, phòng ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, giúp tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch, tăng khả năng tập trung của mắt, não và giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Bổ sung Omega 369 cho cơ thể mỗi ngày. Với bộ hai hộp Omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên dùng cho nam và nữ trên 18 tuổi, người lớn tuổi sức đề kháng giảm, người trưởng thành để bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng hơn, người làm việc máy tính nhiều mệt mỏi và dùng được cho cả người bị mắc bệnh tim mạch. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn ít phút nữa là chương trình này sẽ khép lại. Nếu nhiều quý vị và các bạn đang quan tâm tìm hiểu nhưng mà chúng ta cũng đang muốn dự định để bổ sung thêm những viên dầu cá Omega 369 mỗi ngày thì hãy theo dõi chương trình này. Mình chỉ biết rằng là ở bên ngoài thị trường sẽ có rất là nhiều các sản phẩm và thương hiệu dầu cá khác nhau. Tuy nhiên, để chọn lựa những cái nguyên liệu cũng như là những cái thương hiệu về dầu cá Omega 369 sạch và rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ thì quý vị và các bạn nên chọn lựa được những kênh mua sắm có uy tín. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn những viên dầu cá Omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Và quý vị các bạn chúng ta một lần nữa chúng ta hãy điểm lại những cái công dụng của Omega 369 đối với sức khỏe của mình quý vị các bạn nha. Có thể nói là khi mà mình sử dụng đều đặn ngay tại nhà thì mình cũng sẽ cảm nhận được sức khỏe của chúng ta được tăng cường hơn quý vị các bạn nha. Một hộp như vậy sẽ có là 100 viên Omega 369 chất lượng sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Và với thành phần này đó là tinh tố của EPA và DHA. Đây là thành phần cấu thành rất là quan trọng của não bộ chúng ta. Cho nên khi mà quý vị các bạn chúng ta chăm sóc cơ thể cùng với lại Omega 369 với tiền tố của những thành phần này thì cũng sẽ giúp là não bộ của chúng ta hoạt động tốt hơn. Đồng thời là thị lực của chúng ta cũng được hỗ trợ tăng cường nhờ có những viên dầu cá vàng óng mà ngày xưa chúng ta hay gọi là uống dầu cá để cho sáng mắt đó Minh Trí. Thì đây là chính là thành phần mà quý vị các bạn chúng ta có thể là hỗ trợ cho sự hoạt động của đôi mắt sáng khỏe. Và với dòng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta tầm chăm sóc rất là tốt cho hệ tim mạch của mình nữa Minh Trí ha.
Khi mà quý vị và các bạn sử dụng những viên dầu cá omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ mà chúng tôi đang mang lại giới thiệu cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cảm nhận được đó chính là một giải pháp là chúng ta sẽ bảo vệ được cơ quan đó là tim mạch của mình. Từ đó chúng ta sẽ có một trái tim khỏe mạnh hơn để có thể tránh những các bệnh nguy cơ về tim mạch, ví dụ như là rối loạn nhịp tim nè. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho hệ tuần hoàn cũng như là sẽ tránh những cái chứng bệnh đột quỵ về những người già. Đặc biệt là các bạn trẻ, khi mà chúng ta làm việc ngồi máy tính 8 tiếng mỗi ngày, chúng ta cảm thấy là thị lực đang ngày càng bị suy giảm mà không biết phải làm sao để có thể là cải thiện được những cái chức năng về mắt, thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm những viên dầu cá omega 369 mỗi ngày để có thể tránh những các bệnh khúc xạ về mắt, ví dụ như là cận thị, loãng thị, quý vị và các bạn nha. Như vậy là chúng ta có thể là chăm sóc sức khỏe của mình dễ hơn quý vị ạ. Và với các chị em phụ nữ thì chúng ta cũng sẽ có quan tâm một cái yếu tố nhỏ, đó là về làn da của mình nữa. Khi mà chúng ta bổ sung đầy đủ thành phần omega 369 cho cơ thể của mình, làn da của chúng ta cũng sẽ giữ được một cái độ ẩm cần thiết, và như vậy là mình trong cơ thể của mình cũng sẽ là rạng ngời sức sống hơn đó Minh Trí ạ. Quý vị và các bạn hãy nhanh chóng một lần nữa gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Đây là trung tâm chăm sóc khách hàng để các bạn tổng đài viên có thể tư vấn kỹ hơn cho quý vị và các bạn, khi mà chúng ta sẽ có một giải pháp sử dụng và bổ sung thêm những viên dầu cá omega 369 mỗi ngày. Mức giá chính hãng 1.290.000 đồng, thì trong chương trình này chỉ là 990.000 đồng mà thôi. Sẽ có ngay 2 hộp và mỗi hộp 100 viên, sử dụng lên đến hơn 6 tháng. Những viên dầu cá được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, sản phẩm chính lẫn sản phẩm quà tặng đều có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn quý vị nhé. Và chúng tôi nghĩ là quý vị các bạn, chúng ta chăm sóc sức khỏe thì làm đều đặn mỗi ngày và không chờ đợi đến khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể mình đã già yếu chậm chạp rồi quý vị và các bạn nha. Chăm sóc thường xuyên để chúng ta luôn tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất. Và những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì hãy lựa chọn kỹ càng về nguồn gốc xuất xứ, về thành phần của nó, và có thể mua sắm sử dụng cho bản thân mình và những người thân yêu. Và chúng tôi hy vọng là khi mà quý vị các bạn chúng ta mua sắm thì VTV Hyundai Home Shopping sẽ luôn là một địa chỉ thật là tin cậy để quý vị các bạn chúng ta lựa chọn. Chỉ cần là theo dõi màn hình TV nhà mình thôi, sau đó là gọi điện thoại đến tổng đài đang hiển thị trên màn hình, thì dòng sản phẩm quý vị lựa chọn sẽ được đóng gói chung với sản phẩm quà tặng, giao đến tận nhà và miễn phí với vận chuyển. Ở nhà mình nhận hàng mình mới cần phải chi trả cùng với chúng tôi quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay bây giờ. Gia đình của mình đang có nhiều đối tượng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các bạn trẻ, các bạn nhân viên văn phòng, khi chúng ta làm việc 8 tiếng mỗi ngày, chúng ta cảm thấy là đôi mắt của chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi hơn. Để có thể tránh được những các bệnh khúc xạ về mắt, chúng ta nên bổ sung những viên dầu cá. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đó chính là những viên dầu cá omega 369 được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, và có thể siêu dung nạp mỗi ngày. Những viên dầu cá như thế này sẽ giúp cho chúng ta có một đôi mắt sáng khỏe, tinh thần làm việc sẽ trở nên minh mẫn hơn. Hay là đối với những người lớn tuổi thì sao Phụ Miễn ha? Có thể chăm sóc dễ dàng cho ông bà cha mẹ yêu thương ở trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Ông bà cha mẹ của chúng ta đã bước vào giai đoạn lão hóa rồi, cần có thật nhiều những nguồn dưỡng chất chất lượng. Hãy nhanh tay lựa chọn trong thời gian còn lại của chương trình này. Xin chúc cho cả gia đình của chúng ta sẽ luôn luôn khỏe mạnh và thật là hạnh phúc quý vị nhé. Đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Với bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên dùng cho nam nữ trên 18 tuổi, người lớn tuổi sức đề kháng giảm, người trưởng thành để bồi bổ sức khỏe ăn ngon miệng hơn, người làm việc máy tính nhiều và mệt mỏi, dùng được cho cả người bị mắc bệnh tim mạch. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, nguyên liệu sạch chiết xuất từ cá ở vùng biển sâu, sản xuất tại Mỹ với quy trình sản xuất chất lượng cao, một món quà chăm sóc sức khỏe ý nghĩa dành tặng cho ông bà cha mẹ và những người thân yêu. Với bộ 2 hộp omega 369 dầu cá hồi thiên nhiên, hàm lượng lên đến 1.000mg mỗi viên, 100 viên mỗi hộp, và chúng ta sẽ có tổng cộng 200 viên, có thể dùng trong hơn 6 tháng, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, mức giá chính hãng 1.290.000 đồng, mức giá trên VTV Hyundai chỉ 990.000 đồng. Tặng theo cho quý vị và các bạn một hộp viên bổ khớp glucosamine Bonca 60 viên một hộp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quà tặng rất hấp dẫn, một hộp viên bổ khớp glucosamine Bonca 60 viên giúp tăng dịch khớp, tái tạo mô sụn khớp, hỗ trợ điều trị các chứng nhức mỏi khớp và thoái hóa khớp.